Tin bão khẩn cấp gần bão số 3. Hồi 13 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ vĩ Bắc, 107,1 độ kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 cấp 13, 134 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mùng 8 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 105,4 độ kinh Đông trên đất liền phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày mùng 8 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,9 độ vĩ Bắc, 103,3 độ kinh Đông trên đất liền các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km h đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Dự báo tác động của bão ở khu vực tỉnh Ninh Bình Vùng biển huyện Kim Sơn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động dữ dội, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ nay đến chiều tối ngày hôm nay, mùng 7 tháng 9, cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1,5 m vào chiều và đêm nay. Trên đất liền các huyện Nho Quan, Giao Viễn, Hoa Lư, thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình, Yên Khánh, Yên Mô có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, Huyện Kim Sơn mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ nay đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra rồng, lốc và gió giật mạnh.